Thực hiện tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, chiều qua lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã có buổi làm việc Ủy ban nhân dân huyện Long Thành để thống nhất phương pháp kiểm kê đất đai, nhà cửa, cây trồng ngoài thực địa. Theo báo cáo của các tổ công tác, sau khi nhận được bản đồ và 2.749 hồ sơ kỹ thuật thửa đất từ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai, các tổ đã tiến hành đối chiếu rà soát trên thực địa. Qua đó cho thấy đất đai trên thực tế có biến động rất lớn so với thông tin trên bản đồ và hồ sơ kỹ thuật thửa đất. Do vậy, khối lượng đo chỉnh lý sẽ rất lớn. Mà các quy trình đo đạc lập hồ sơ thủ tục đền bù cảng hàng không quốc tế Long Thành được triển khai đồng loạt cuốn chiếu. Khác với cách làm trước đây nên các tổ công tác còn nhiều lúng túng. Chính vì vậy, việc tăng cường nhân lực cho Long Thành làm công tác đền bù giải tỏa được thực hiện đã hơn một tháng, nhưng chuyển động trên thực tế vẫn rất chậm chạp. Chính vì vậy, lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường và Ủy ban nhân dân huyện Long Thành thống nhất sẽ tổ chức hai tổ làm thí điểm công tác đo đạc chỉnh lý biến động, kết hợp kiểm đếm, lập hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng tại xã Long An, huyện Long Thành. Kết quả triển khai trên thực tế cùng với những khó khăn vướng mắc phát sinh sẽ được tổng hợp rút kinh nghiệm, thống nhất quy trình để việc triển khai ở những địa bàn khác được thuận tiện nhanh chóng hơn.